chào các bạn nhé. À, bây giờ là mình tiếp tục là rửa bát rửa đũa bạn này. Đây, bây giờ là rửa cái nồi lần cuối cùng mọi người nhá. Đây, đây là cái nồi cắm cháo của anh em mình nhá. Đây là nó là đồ cứng điện, cho nên là không được thì mạnh mọi người ạ. Thì gọi là sơ sơ vì nó là đồ cứng điện thì mạnh là nó chơi hết chất đáng tính của đồ cứng điện đi các bạn nhé. Đấy, mình chỉ khi lo sơ sơ thôi. Rồi mình bỏ ra. Đấy, bây giờ là tiếp tục mình lau cái nồi, lau cái mâm, lau chùi rửa ráy sơ cái mâm này. Đây. Đấy, rồi cái mâm nó sạch này các bạn này. Rồi. Đấy. Hôm nay thì không lau đường sau nhá, bởi vì đường sau nó ở dưới đất khô. Gọi là đất này là nó mình ngâm nước là nó ẩm ướt mà đất. Nên là mình sẽ không lau nhá. Chưa được. Nước mà nó dính lên. Mới có 1 phút 30 giây này. Dạ. Đây. Xả nước này. Ở đây. Mới có 1 phút 30 giây thôi. Đấy. 3, 4 giây. Đi căng. Ra đi. Đi ra. Đây các bạn nha, đây là cán sơ với mâm trước này. Đấy. Mâm này là chỉ cần dán mặt trên cán sơ các bạn, không phải chỉ dán đầu. Đấy. Rồi. Đây. Đây là cán sơ với mặt trên này nha. Xong là để ở đây để mà bát được đủ các bạn. Đứng rồi hả? 2 phút 30 giây. Đấy, bây giờ là mình đến lượt là mình tráng cái nồi cháo này. Đây, tí nữa mở ra là cắm cháo luôn các bạn này. Đấy, tráng cái nồi cháo này. Đây. Đấy, sơ cái nồi cháo các bạn nhá. Đấy, đơn giản lắm rồi các bạn. Rồi. Đây. Tiếp tục là cái nồi ạ. Đây cái nồi nấu cua cho thằng em mình các bạn nhé. Đây mình tráng. Nói chung là thấy nó là hơi không sạch rồi đấy. Đánh cho nào, đánh cho nó sạch rồi. Đây là đánh cho nó sạch rồi đấy, mình phải đánh rồi các bạn. Thế sau khi mà đánh thì mình cũng sạch hơn. Cho nên là mình phải đánh thôi. Rồi đấy các bạn. Đủ đây. Rồi. Tiếp tục này. Đây là tráng sơ bát nha. Tất tô này. Rồi đây các bạn nha. Tất tô này. Rồi. Đây. Tiếp tục các bạn này. Đấy. Đang sờ với tôi được các bạn nha. Rồi. Đây bắt tôi là xong rồi. Đấy. Tiếp tục là đến cái bàn. Đấy, cái bàn sau khi mà mình đánh là bây giờ nó khô ráo luôn, nó sạch sẽ luôn rồi đấy. Sờ là mình biết là nó giống như bàn mới luôn. Đấy. Đây là cái bát này. Rồi lấy được cái bát con các bạn nhé. Rồi. Bát con tiếp này. Rồi. Tiếp tục này. Ráng đi. Đấy, rồi sạch các bạn. Rồi, bát con ở đây.
mồi với thịt rồi nhé. Thịt này các bạn này. Đấy, đừng thả nhá. Rồi, bây giờ là mình rồi. Bỏ nước vào đi nhá.